Chào mừng mọi người đến với kênh tin tức nóng ngày hôm nay. Kênh chuyên chọn lọc những tin tức nóng nhất trong ngày. Kính chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui bên gia đình và bạn bè của mình. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua và mong sẽ được cả nhà ủng hộ nhiều hơn trong thời gian sắp tới. Sau đây là một số tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Mỹ công bố video tiêm kích Nga xả dầu vào UAV. Quân đội Mỹ công bố video vụ tiêm kích Su-27 của Nga tiếp cận và xả dầu lên chiếc MQ-9 trước khi UAV rơi xuống Biển Đen. Video do Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ công bố ngày 16 tháng 3 cho thấy một tiêm kích Su-27 tiếp cận từ phía sau bên phải máy bay không người lái UAV MQ-9 trong cuộc chạm mặt 2 ngày trước đó trên Biển Đen. Khi tới gần chiếc MQ-9, phi công Su-27 Nga bắt đầu xả nhiên liệu rồi bay vượt qua phía trên UAV Mỹ. Luồng xả lớn từ đuôi chiếc Su-27 khiến tín hiệu hình ảnh của MQ-9 bị gián đoạn. Tiêm kích Nga sau đó tiếp tục áp sát và xả dầu, khiến tín hiệu bị nhiễu nghiêm trọng hơn. Camera trên UAV cũng cho thấy cánh quạt phía sau chiếc MQ-9 quay chậm dần và bị hư hại một phần sau khi tiêm kích Su-27 tiếp cận. Quân đội Mỹ cho biết tiêm kích Nga va chạm với MQ-9, khiến cánh quạt chiếc UAV bị hỏng. Tuy nhiên, phía Nga tuyên bố tiêm kích Su-27 không va chạm với UAV Mỹ. Các binh sĩ Mỹ vận hành UAV sau đó điều khiển chiếc MQ-9 từ lượn xuống vùng biển quốc tế phía tây nam bán đảo Crimea. Trong quá trình này, họ xóa phần mềm nhạy cảm trên máy bay để tránh nguy cơ Nga thu được bí mật quân sự, theo hai quan chức Mỹ. Nga chưa bình luận về video do quân đội Mỹ công bố. Lầu Năm Góc cho biết chiếc UAV chìm ở độ sâu 1.200 đến 1.500 mét ở Biển Đen, khu vực tàu chiến Mỹ hiện không thể tiếp cận. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói nước này có thể không bao giờ thu hồi được xác chiếc MQ-9. Trong khi đó, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev nói Moscow sẽ trục vớt xác UAV Mỹ, dù tiến trình này gặp nhiều thách thức. Hai quan chức Mỹ ngày 15 tháng 3 thông báo lực lượng Nga đã tiếp cận vị trí UAV rơi. Lầu Năm Góc nói rằng trước khi rơi, chiếc MQ-9 đang thực hiện nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát ISR thông thường trên Biển Đen. MQ-9 River liên tục được Mỹ sử dụng để giám sát và theo dõi hoạt động của Hải quân Nga. Đây là vụ va chạm trực tiếp đầu tiên giữa lực lượng Nga và Mỹ kể từ khi xung đột bùng phát ở Ukraine cuối tháng 2 năm 2022. Sự việc không gây ra những cuộc đối đầu trên thực địa tiếp theo, nhưng khiến không quân Mỹ tổn thất ít nhất 30 triệu USD. Lính Ukraine tuyên bố hạ UAV do Trung Quốc sản xuất. Binh sĩ Ukraine cho biết họ dùng súng AK hạ một UAV do công ty Trung Quốc chế tạo gần thành phố ở phía bắc tỉnh Donetsk. Maxim, binh sĩ Ukraine 35 tuổi, ngày 15 tháng 3 cho biết các đơn vị đóng gần thành phố Slavyansk, tỉnh Donetsk, cuối tuần trước được cảnh báo lực lượng Nga gần đó triển khai một máy bay không người lái, UAV. Binh sĩ thuộc lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ số 111 Ukraine sau đó phát hiện tiếng động cơ và nhìn thấy đèn tín hiệu chớp sáng trên chiếc UAV. Theo Maxim, chiếc UAV bay thấp đến mức các binh sĩ Ukraine có thể dùng súng AK để bắn hạ nó. Họ cho hay đây là UAV Mujin 5 do công ty Mujin có trụ sở tại thành phố Hà Môn, Trung Quốc chế tạo. Chiếc UAV được cải hoán để mang theo quả bom nặng khoảng 20 kg. Binh sĩ Ukraine sau đó tiêu hủy quả bom này. Hãng Mujin xác nhận với CNN rằng UAV bị bắn rơi là do họ sản xuất, cho hay đây là sự việc vô cùng đáng tiếc và khẳng định không bán sản phẩm cho Nga và Ukraine sau khi chiến sự bùng nổ. Giới chức Trung Quốc và Nga chưa bình luận về thông tin trên. UAV Mujin 5 thường được rao bán trên các trang thương mại điện tử của Trung Quốc với giá khoảng 15.000 USD. Đây không phải lần đầu UAV Mujin 5 xuất hiện trong chiến sự Nga-Ukraine. Giới chức tỉnh Lugansk do Nga bổ nhiệm hồi tháng 1 thông báo lực lượng nước này hạ một chiếc Mujin 5 do Ukraine vận hành. N.R. Zenzenzon, chuyên gia thuộc nhóm nghiên cứu vũ khí có trụ sở tại Australia, nhận định cả Nga và Ukraine đều hoán cải các thiết bị được sản xuất tại Trung Quốc để sử dụng trong cuộc xung đột. Trong trường hợp này, chiếc Mujin 5 Pro được chỉnh sửa để thực hiện nhiệm vụ oanh tạc đối phương, thay vì đóng vai trò UAV tự sát, ông Zenzenzon nói. Theo chuyên gia này, quả bom được UAV Mujin 5 mang theo là loại bom nổ mạnh phân mảnh, có cấu tạo đơn giản và không có tính khí động học cao. Các bộ phận của cơ cấu thả bom dường như được chế tạo bằng máy in 3D, cho thấy họ đã nhanh chóng hoán cải UAV để sử dụng cho mục đích quân sự. UAV ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chiến sự Nga, Ukraine và cả hai bên đều tận dụng loại khí tài giá rẻ này để tạo lợi thế. Các chuyên gia phương Tây nhận định cả hai bên tham chiến, không ngừng mở rộng quy mô sử dụng UAV và loại khí tài này có mặt trong mọi giai đoạn tác chiến. Một số quan chức Ukraine cho biết quân đội nước này sử dụng UAV để tập kích các mục tiêu xa chiến trường chính như bán đảo Crimea hay tỉnh Belgorod ở miền Tây nước Nga. Trong khi đó, Nga gần đây tăng cường sử dụng UAV tự sát tập kích hạ tầng quan trọng của Ukraine
bổ trợ cho các loại tên lửa dẫn đường tầm xa vốn rất đắt đỏ. Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo. Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo. Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa từ khu vực Sunan, thủ đô Bình Nhưỡng, ra biển Nhật Bản vào khoảng 7 giờ 10 phút 5 giờ 10 phút giờ Hà Nội. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS hôm nay cho biết, chính phủ Nhật Bản xác nhận vụ phóng. Theo đài NHK, Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhận định khả năng cao đây là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, ICBM. Ước tính tên lửa đã bay xa 1.000 km trong khoảng 70 phút, đạt độ cao tối đa 6.000 km. Triều Tiên chưa bình luận về thông tin. Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hôm nay khởi hành đến Nhật Bản, bắt đầu chuyến thăm 2 ngày và gặp Thủ tướng Fumio Kishida. Quan hệ song phương dần tan băng sau khi hai bên hồi đầu tháng tìm được hướng bồi thường nạn nhân lao động cưỡng bức thời chiến. Hàn Quốc ngày 14 tháng 3 cho biết, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra phía biển Nhật Bản, một ngày sau khi quân đội Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận lá chắn tự do, dự kiến kéo dài 11 ngày. Đây là cuộc tập trận có quy mô lớn nhất trong 5 năm qua giữa Washington và Seoul. Triều Tiên nhiều lần chỉ trích các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc, coi đây là hành vi mang tính thù địch của liên minh. Triều Tiên ngày 12 tháng 3 tuyên bố thông qua các biện pháp răn đe chiến tranh, nhằm đối phó hành vi khiêu khích chiến tranh của Mỹ và Hàn Quốc đang đi đến lằn ranh đỏ. Cả nhà hãy like, đăng ký và bật cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi kênh ra nội dung mới nhất nhé. Những lượt thích, chia sẻ và đăng ký là động lực giúp kênh có nhiều video hay gửi đến cả nhà. Và cả nhà đừng tua video nha vì còn nhiều tin tức hay ở phía sau nữa nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Nghị sĩ Mỹ kêu gọi bắn hạ tiêm kích Nga sau vụ rơi UAV. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đề xuất Washington bắn hạ chiến đấu cơ Nga áp sát khí tại Mỹ nhằm đáp trả vụ UAV rơi ở Biển Đen. Nếu là Tổng thống Ronald Reagan, ông ấy sẽ làm gì vào hoàn cảnh này? Ông ấy sẽ lập tức ra lệnh bắn rơi máy bay Nga nếu họ đe dọa khí tài của chúng ta. Chính sách đối ngoại của Mỹ đang lao dốc không phanh. Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham, thành viên có quan điểm cứng rắn thuộc đảng Cộng hòa, phát biểu trên truyền hình hôm 15 tháng 3. Ông Graham cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm trong vụ máy bay không người lái UAV MQ-9 Reaper của Mỹ rơi ở Biển Đen trước đó một ngày, đồng thời phát cảnh báo tới các lãnh đạo Nga. Nếu máy bay Nga còn áp sát khí tài Mỹ hoạt động trên vùng trời quốc tế, nó sẽ bị bắn hạ, ông nói. Phản ứng với tuyên bố của ông Graham, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho hay Moscow không muốn đối đầu với Washington, nhưng nhấn mạnh mọi cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào máy bay Nga trên vùng trời quốc tế sẽ là lời tuyên chiến nhằm vào cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Một số nghị sĩ Mỹ đã phát biểu vượt quá suy nghĩ thông thường. Xung đột quân sự giữa Nga và Mỹ sẽ khác xa cuộc chiến ủy nhiệm được Washington tiến hành ở Ukraine hiện nay. Liệu giới chức Mỹ có sẵn sàng đẩy người dân và cộng đồng quốc tế vào vòng nguy hiểm của chiến tranh hạt nhân toàn diện không? Ngài thượng nghị sĩ hãy đưa ra câu trả lời, đại sứ Antonov nói thêm. Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ cho biết hai tiêm kích Su-27 Nga hôm 14 tháng 3 tiếp cận, bay cắt mặt và xả dầu vào UAV MQ-9 Reaper trên vùng biển quốc tế ở Biển Đen, trước khi một chiếc Su-27 va vào cánh quạt UAV và buộc không quân Mỹ điều khiển máy bay lao xuống biển. Lầu Năm Góc nói rằng chiếc MQ-9 khi đó đang thực hiện nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát ISR thông thường. Mỹ sử dụng MQ-9 Reaper cho cả hoạt động giám sát và tấn công mục tiêu mặt đất. Loại khí tài này liên tục hoạt động trên Biển Đen để theo dõi hải quân Nga. Giới chức Nga phủ nhận cáo buộc, cho rằng phi cơ Mỹ cơ động ngoặt gấp và tự rơi sau khi mất lái. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov khẳng định chiếc MQ-9 đang thu thập dữ liệu mục tiêu để chuyển cho Ukraine trước khi rơi. Đây là vụ va chạm trực tiếp đầu tiên giữa lực lượng Nga và Mỹ kể từ khi xung đột bùng phát ở Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái. Sự việc không gây ra những cuộc đối đầu trên thực địa tiếp theo, nhưng khiến không quân Mỹ tổn thất ít nhất 30 triệu USD. Hải quân Nga, Trung Quốc và Iran diễn tập chung. Chiến hạm Nga, Trung Quốc và Iran tham gia diễn tập chung kéo dài 5 ngày, trong đó có huấn luyện bắn đạn thật. Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 15 tháng 3 thông báo hải quân nước này tham gia diễn tập đảm bảo an ninh 2023 với lực lượng Nga và Iran trên vịnh Oman, dự kiến kết thúc ngày 19 tháng 3. Cơ quan này cho biết, cuộc diễn tập chung sẽ giúp làm sâu sắc thêm hợp tác thực chất giữa lực lượng hải quân các nước tham gia. Diễn tập đảm bảo an ninh 2023 được phát triển từ các cuộc huấn luyện giữa hải quân ba nước vào năm 2019 và 2023. Lực lượng ba nước tham dự sẽ tham gia huấn luyện khoa mục tìm kiếm bằng đường không, cứu nạn trên biển, di chuyển theo đội hình và một số nhiệm vụ khác. Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho biết trong giai đoạn đầu của diễn tập, hải quân ba nước sẽ huấn luyện trên sa bàn và hợp bàn chiến thuật. Giai đoạn huấn luyện trên biển diễn ra ngày 16-17 tháng 3, các chiến hạm sẽ cơ động thành lập nhóm tác chiến hải quân đa quốc gia và huấn luyện bắn đạn thật.
Trung Quốc điều khu trục hạm Nam Ninh với lượng giãn nước 7.500 tấn tham gia diễn tập. Khu trục hạm Nam Ninh thuộc lớp tiên bè 052D, mang theo radar tích hợp tiên tiến và 64 ống phóng đứng tương thích với nhiều loại tên lửa phòng không, hành trình, diệt hạm và chống ngầm. Hổ vệ hạm Đô đốc Rostov mang tên lửa siêu vượt âm dơ cơ nằm trong số các chiến hạm thuộc hạm đội phương Bắc của Nga tham gia diễn tập. Hải quân Iran điều hộ vệ hạm Sahan và Yamaran, hộ vệ hạm cỡ nhỏ Bayerno và một số chiến hạm khác. Hoạt động của Hải quân Nga, Trung Quốc và Iran diễn ra trùng thời điểm Mỹ cùng đồng minh tổ chức diễn tập hàng hải quốc tế 2023 tại vùng Vịnh ngày 20 tháng 3. Hơn 50 quốc gia, 7.000 binh sĩ, 35 tàu hải quân và 30 hệ thống không người lái và trí tuệ nhân tạo tham dự sự kiện. Vịnh Oman là nơi tuyến hàng hải và vận tải năng lượng quan trọng đi qua, kết nối các nước sản xuất dầu mỏ tại Trung Đông với thế giới. Căng thẳng tại khu vực những năm qua leo thang sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký với Iran cùng 6 cường quốc, đồng thời tăng cường trừng phạt quốc gia Trung Đông. Trong khi đó, Trung Quốc được nhận định ngày càng mở rộng ảnh hưởng tại Trung Đông. Trung Quốc gần đây làm trung gian giúp Iran và Ả Rập Saudi nối lại quan hệ sau 7 năm bất hòa. Thỏa thuận được kỳ vọng mở ra khả năng cho nền hòa bình lâu dài ở Trung Đông. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ video của kênh. Mọi người hãy giúp kênh bằng cách nhấn nút like, đăng ký, chia sẻ để giúp kênh có thêm động lực làm nhiều clip hay hơn nha. Trên đây là một vài video của kênh. Cả nhà hãy nhấp vào xem để ủng hộ cho kênh nhé. Tạm biệt cả nhà và hẹn cả nhà vào bản tin ngày mai. Tạm biệt cả nhà.